Chiều thứ bảy là lực quần áo thật bóng bẩy. Anh chạy xe thật nhanh trên phố và suy nghĩ hôm nay đứa bé đi ăn món gì đây. Tâm hồn ăn uống lại trỗi dậy, dáng vẻ anh thì có hơi gầy nhưng lại biết cách hưởng thụ cuộc sống qua những món ăn ở nơi đây. Và sau phố phường, những hàng quán bên ven đường, cách chấp bình dân đến lạc đường, nhưng khi đi xa chẳng thể nào quên được. Ngồi quây quần ba bốn ghế nhựa bên cạnh một ly trà đá, thêm tí ớt tí chanh buổi chiều hôm nay thấy sao đậm đà. Lang thang văn hạ ẩm thực con người Tràng An, ăn ngon không thiếu tiền ít hay nhiều, vỉa hè hay cửa hiệu thì từ xưa đến nay cũng quan trọng hóa bằng không cần mỹ miều. Hạnh phúc cho em cũng chỉ đơn giản một điều là tình yêu 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 như bát bún siêu 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 bao nhiêu sợi. Anh ơi anh muốn đi ăn gì đây, ăn chè hay là bánh giò? Hôm nay em muốn đi ăn thật no cho nên anh đừng tiếc tiền. Ai bên phải lấy cốc bia làm một hơi dài, ẩm thực khiến con người ta xin khen lại, chuyện qua chuyện lại sang chuyện mấy cô chân dài như đà điểu, ăn uống từ sớm check in đủ các kiểu, kể ra tự hết cả buổi chiều. Lạc Giang đến ngay Bà Triệu, văn thắn ở ngay Hàng Chiếu, nem nước trong ngõ Ấu Triệu, bún đậu mắm tôm không thể thiếu, phở là đặc sản lâu năm dành cho những con người sành ăn chẳng cần quảng cáo nhiều. Lang thang văn hạ ẩm thực con người Tràng An, ăn ngon không thiếu tiền ít hay nhiều, vỉa hè hay cửa hiệu thì từ xưa đến nay cũng quan trọng hóa bằng không cần mỹ miều. Hạnh phúc cho em cũng chỉ đơn giản một điều là tình yêu 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 như bát bún siêu 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 bao nhiêu sợi. Anh ơi anh muốn đi ăn gì đây, ăn chè hay là bánh giò? Hôm nay em muốn đi ăn thật no cho nên anh đừng tiếc tiền. Ai anh ơi anh muốn đi ăn gì đây, ăn chè